Kính thưa anh Tám, Chủ tịch Chữ thập đỏ Kim, kính thưa chú Năm, thay mặt ban nhân dân thập phường lớn, anh chính là bí thư của chi hội trưởng hội chữ thập đỏ, còn cùng ban quản nhiệm và ban nhiệm trận của phòng khám yêu thương thì cho không. Kính thưa anh chị em, sở dĩ hôm nay chúng ta có một cái cuộc ra phòng khám của một bệnh nhân là bởi vì tuần rồi chúng ta đã ra 5 ca rồi, tuần này chúng ta ra 1 ca nữa, do vậy ca này tuần rồi ra cũng kịp thì tuần này mới ra. Thế thì bây giờ cha giải thích một chút tại sao bệnh nhân này ngồi xe lăn mà ra phòng khám, quan trọng là chỗ này mà sao ngồi xe lăn mà hết bệnh. Dĩ nhiên thì bệnh nhân lớn tuổi thì ngồi xe lăn hay là nằm đều rất quan trọng, quan trọng là hết bệnh không nè. Phải ánh sáng cười tươi không? Quan trọng là mình hết bệnh. Khi ngài bác sĩ vô đây thì cha và ban nhiệm trận ở đây là nói được là chạy bệnh động, không dám nhận, tại vì khi đó là khoảng 1-2 giờ chiều thì cha đang ngồi nhận mấy ca bệnh, thì ổng có hai người con trai chạy vô bên này gặp cha, thì đưa cho cha cái hồ sơ bệnh án của ổng, thì cha thấy là ung thư phổi giai đoạn 4, có nghĩa là không còn cách chữa trị nữa. Nhìn thấy cái phim phổi á, chụp hình phim á, thì cái lá phổi bên phải của ổng là hoàn toàn là nó trắng bách lắm, tức là nó trắng mà nó trở thành đậm nước luôn đó, nước dịch nó đậm. Còn cái lá phổi bên phải thì nó còn có phân nửa, thì rõ ràng là không ai chịu được hết, kể cả cha cũng điện được luôn. Nhưng mà cha thấy hai người đàn ông đi đến xin cho cha mình chữa bệnh, cha thấy không thể bỏ ông được, không thể bỏ hai ông đàn ông á, hai đứa con đó, chứ không phải là cái bệnh nhân mình bỏ không được. Nhưng mà cha thấy hai người đàn ông đi đến xin chữa bệnh cho cha mình, cha thấy động lòng lắm. Cha mới nói thôi bây giờ là cha nhận hồ sơ này cho, nhưng mà con không có còn đi được nữa, con phải chạy rồi, con phải lo chạy, tức là lo chạy làm sao cho kịp thời chứ. Thì khi ngày hôm sau thì bác sái vô thì rõ ràng là bác sái quả thật là bệnh nhi. Thì khi đó cha và ban nhiệm trận đây điều trị cho đến đúng một tháng, thì cha và ban nhiệm trận thấy có niềm vui. Thấy con rất là niềm vui trong bụng, nhưng mà mình không nói ra được tại vì bệnh này lớn quá. Sau tháng thứ hai thì đưa bác sĩ lên bác sĩ Dũng ở bệnh viện Trà Vinh phòng khám ngoài giờ, thì bác sĩ Dũng khẳng định là bác sĩ không còn thương được, nhưng mà ngược lại cái ông bị tai biến. Thế thì đang điều trị ung thư trong thì ông lại bị một cái bệnh kế tiếp là tai biến. Đây là hai cái bệnh tử đó. Bệnh ban đầu là bệnh ung thư rồi bệnh chết. Rồi bây giờ ổng vừa hết ung thư mà chuyển qua tai biến. Cho nên là anh chị em nhìn thấy, nhưng mà Chúa cho ổng, mình nói Chúa cho tại cha đạo Chúa, mình nói trời cho đi ha, được không? Trời cho ổng là ổng méo một chút chỗ này thôi. Chứ còn nếu mà ổng bị tai biến mà tay chân như thế này là mình thua. Nhưng mà hôm nay ngồi xe lăn là bởi vì là không muốn cho ổng ngồi an toàn. Tại vì lần trước ổng tự ổng đi tiểu, ổng té xong rồi ổng tai biến ngay cái miệng thôi. Hơn hết rồi hơn. Nhưng mà sau đó cha điều trị lại cái tai biến này thì trong vòng 20 ngày thì hôm nay ông đã hoàn toàn sự kiện bình phục, một con người không còn bị ung thư và cũng không tai biến nữa. Nhưng mà tại vì cưng ổng cũng cho ổng đi bộ thì cha cũng mong rằng khi mà đưa ông về gia đình thì gia đình cũng cho ông ngồi cho đến tự động 6 tháng sau muốn dậy đi, tự động 6 tháng sau là đi bình thường, một con người bình thường. Hiện giờ thì ông không còn ung thư phổi nữa và ông cũng không còn tai biến nữa, nhưng mà mình phải cưng ông một chút để cho ông mạnh khỏe, tại vì tuổi già là một cuộc đời thanh sạch, còn mình có sạch không? Tuổi già là một cuộc đời thanh sạch, mình phải cưng những người già, bởi vì những người đó họ tuy họ không làm gì được cho mình, nhưng họ ngồi đó họ dạy cho mình nhiều cái kinh nghiệm sống. Rồi họ là cái cây cổ thụ để mình dựng vào đó
mình đi tiếp, chứ không phải mình được cái cô tuổi già. Coi thường là mình lỗi một cái đạo rất lớn. Nhưng cha nói lại nha, tuổi già là một cuộc đời thanh sạch, người ta không có làm gì lớn nữa, người ta không có phạm tội với ai nữa, cùng lắm là ta phạm cái tư tưởng gì đó thôi. Như vậy thì mình tuổi già là một cuộc đời thanh sạch, là một cái cổ thụ, mình hãy núp vào đó để mình được che nắng mát. Núp vào đó nghĩa là gì? Ông Tư ơi, bây giờ con không hiểu chỗ này, ông dạy con đi, ông chỉ con chỗ này đi. Đó là mình đang núp vào đó để mình học kinh nghiệm để sống. Do vậy mà cha ở đây là tuổi trẻ. Đối với cha, cha nhìn thấy thiếu nhi là cha nhìn thấy một cái tương lai rất là rạng rỡ xa xôi. Cha nhìn thấy thiếu nhi nghĩa là trong tương lai của em thiếu nhi này, không biết em là tổng thống hay là làm chủ tịch nước, hay là bác sĩ, hay là kỹ sư, hay là giáo hoàng, hay là giám mục, hoặc nguy cán biết. Cho nên cha thấy thiếu nhi cho trọng trong ngày nào, vì cha không biết trong tương lai nó sẽ là một quan chức gì để giúp cho đời cho xã hội. Cho nên cha thấy thiếu nhi cho rất là quan trọng. Rồi cha thấy một thanh niên thì cha nhìn thấy y như một đống lửa vậy, tức là cái sức mạnh của thanh niên ấy. Thanh nữ là tuổi đầu đá giá đờ, thấy công việc không ngán, thấy cái khó không ngán, thấy cái nghèo không sợ. Đó là đối với cha là thấy thanh niên như vậy. Mà thấy một người già là cha thấy thiên đàng. Ví dụ như cha thấy một người già như vậy là cha thấy không bao giờ không còn cự với ai, không còn tranh cãi với ai, không còn sân si ai, có phải thiên đàng không? Thiên đàng là không tranh cãi, không được cọ. Cho nên trở lại vấn đề, có ba lớp người mà cha tâm niệm. Đối với thiếu nhi thì cha nhìn thiếu nhi cha thấy y như là một cái tương lai mà mù mịt xa xăm, không biết nó sẽ làm một chức vụ gì lớn ở sau này. Cho nên mình phải tôn trọng thiếu nhi. Đối với một thanh niên thanh nữ, mình nhìn thấy họ mình thấy y như bóng lửa đang cháy phừng phừng. Tại vì thanh niên thanh nữ mà nó nhìn thấy cái công việc đó mình thấy mình ngán, nhưng mà nó có ngán không? Không ngán bao giờ. Nó là một đống lửa nó đang cháy mà tội đáy chết rồi. Vậy rồi mình thấy một người già y như là một cái địa đàng, một cái thiên đàng, họ không còn tranh cãi, không còn sân si, không còn cãi vã nữa. Đó là cái tâm nguyện, cái tâm niệm của cha là như vậy. Thì từ cái tâm niệm đó hôm nay cha áp dụng vào của bác Sái mình, thì cha nhìn bác Sái cha thấy giống như là một thiên đàng. Tuy rằng ông ngồi đây ông cũng có la nó ôm sờ không có bệnh gì hết, nhưng mà mình cần phải dạy gì đó. Đây là cha nói để nhắc gia đình đó, gia đình cố gắng gì tốt hơn em. Trong quá trình cha điều trị cho ông thì cha điều trị ung thư phổi giai đoạn 4 thì cha thấy cảm thấy ông hết ung thư rồi, nhưng mà khi ông chạy qua tay biến thì cha rối đi không biết làm sao. Cho nên chỉ còn cách là cha đốt nhang cầu nguyện cho ông thôi. Nếu mà Chúa cho ông sống thì cha mừng, Chúa cho ông chết cha cũng vui. Nhưng mà sang tay phán tay là Chúa cho ông sống. Thôi thì hôm nay mình mừng với ông rồi, mình sống lại, nhưng mà khi mình mừng với ông hôm nay mình phải nhớ ơn trên. Thì cha nhớ là cha có đốt nhang cầu nguyện cho ông, nếu mà Chúa cho ông sống thì cha mừng, mà Chúa cho ông chết cha cũng vui, vì cha đã làm hết các nguyện cho ông rồi. Nhưng mà hôm nay Chúa cho ông sống. Vậy thì hôm nay cha sẽ, trước khi hôm nay vậy, cha sẽ bản thân cha phải đọc một kinh lại cha để cảm ơn Chúa vì đó là cái nợ của cha. Cha cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho ông sống lại. Thì có ai muốn đọc kinh với cha không? Mời quay về chỗ đặt kinh. Chú nhìn cha và con và là cha chúng con trên trời, chúng con là nhân cha cả sáng đến cha chỉ đêm. Xin cha cho chúng con hôm nay được thực hành ngày nhà cha của chúng con, nhưng chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ giữ cả những quý kinh trọng nhà con. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con cảm ơn Chúa đã cho bác Sái được mạnh khỏe. Tuy là bác Sái ngồi xe lăn nhưng mà bác Sái không có bệnh gì hết. Bác Sái không có bị chân cẳng tay gì yếu hết. Bác Sái chỉ là người yếu thôi, rồi từ từ bác sẽ khỏe lại, bác đi được. Chúng con đã xét thấy qua các bác sĩ đã diện cảnh bác Sái như vậy. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho bác Sái qua một cái cơn nguy kịch đó là ung thư phổi giai đoạn 4 và tai biến mạch máu não. Hai căn bệnh này là hai căn bệnh chết người. Nhưng Chúa đã che chở cho bác Sái. Chúng con thay mặt bác Sái cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người đã cứu giúp bác Sái được thành công trong ngày hôm nay.
Chúng con cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã cầu nguyện cho bác Sái hôm nay là 79 ngày để cho bác Sái được mạnh khỏe. Bác Sái sẽ những ngày tháng sau còn lại, bác Sái sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Xin mời anh chị em đứng lên cho ta nói chút xíu nữa là xong. Ở bên tay phải của cha đây là có 5 bệnh nhân. 5 bệnh nhân này cha cũng thông báo luôn cho mọi người biết để mọi người nhớ là bệnh nhân Nguyễn Thanh Tuyền. Thanh Tuyền ha. Được rồi, 74 tuổi, thối hóa 2 cốc lớn. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai là 80 tuổi ha. Thói hóa cột sống thắt lưng, thói hóa cột sống cổ, hở van thêm 2 lá. Còn Nguyễn Thị Tuyền là thói hóa 2 khớp gối và hở van thêm 1/4. Bệnh nhân Trần Văn Hoàng là ung thư lách, nha. Sổi túi mật, bệnh lớn không à? Bây giờ nghe bệnh nhân lớn không? Bệnh nhân Võ Thị Hai là ở thành phố Hồ Chí Minh, cao huyết áp vô căng, ngày nào nó cũng lên cao, mỗi ngày xuống. Tiểu đường không phụ thuộc insulin. Bệnh nhân Phạm Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, quê ở Đắk Lắk. Bệnh trạng là ung thư phổi giai đoạn 4. Bệnh nhân Phạm Thị Liên, bệnh trạng là tiểu đường, sổi túi mật. Đây là 6 bệnh nhân. 6 bệnh nhân cho ngồi đây. Thì cha sẽ nói này nha, nghe cha nói nha. Ngày 16 tháng 9 năm 2018 là xuất hiện. Nha. Thì nghe lời cha, ăn đúng hết đồ nghe, mấy cha không cho ra. Dạ. Nghe lời cha đúng hết đồ, cha cho ra gì gặp con cái, mấy cha nhốt ra hoài à. Nha. Vậy, ngày 9 tháng 9 năm 2018, ai là con cái của ông, ai là những người nuôi nhớ nha. Đây cha nhiều công chuyện cho nhắc một lần thôi. Ngày 9 tháng 9 năm 2018 là đi lên bác sĩ Dũng tại Vinh, phòng khám ngoài giờ tại bệnh viện Trà Vinh để khám sơ bộ. Đến ngày 12 tháng 9 là đi trung tâm hoàn hảo xét nghiệm là hết bệnh. Đi thì đi cho cứ có chứng vậy cho trung tâm hoàn hảo thì xét mình cho mình vui nha. Chứ còn cha đã đưa lên tới đây rồi là không còn bệnh nữa nha. Vậy ngày 16 tháng 9 là 6 bệnh nhân được ra viện nha. Rõ ràng cụ thể nha. Còn lại những bệnh nhân ngày 14 tháng 10. Ngày 14 tháng 10 là dự kiến của cha sẽ ra viện là một là thằng Triệu Văn Nghĩa, ung thư lưỡi. Hai là Nguyễn Thị Mộng Điệp, ung thư vú. Ba là Nguyễn Thị Lý, ung thư vú. Bốn là Ngô Minh Phú, ung thư bể thận. Cha ông nào ung thư bể thận đâu. Hãy xin đứng lên coi mặt nha. Mới ung thư bể thận lớn không à, anh Tám à? Ông này là giáo viên dạy các bạn ở trường Đại học Hồ Chí Minh. Còn một bệnh nhân nữa là Chế Thị Hảo. Chế Thị Hảo đâu ta? Xin đứng lên coi. Bệnh nhân này là ung thư gan đa ổ. Thì những bệnh nhân cha dự đoán đó là dự kiến của cha là xuất viện ngày 14 tháng 10 năm 2018. Nhưng khi cha cho cái ngày đó thì mình không có giỡn mặt được nha. Mình phải giữ phát đồ nha, không có giỡn giỡn là cái sai phát đồ nó ra không được nha. Những người mà cha đã dự kiến là làm nó tới hết nó không sai đâu. Cái dự phóng là nó đi cứ ngang theo cha và bạn viện cảnh thì thời gian nó đi tới đó là ra, tới đó là ra, tới đó là ra, tới đó là ra nha. Nó giống như ông này là đáng lẽ ra từ đầu nhưng mà bị tai biến còn kẹt lại con tình thôi, đâu đâu đó đáng lẽ ra ông ra từ đầu đó. Nhưng mà vì do bởi là ông cãi cho ông đi tiểu ông té. Đó. Ông cãi cho ông đi tiểu mình ông thấy là bạc chứ tự nhiên tao nhớ miệng mà dướng lại từ mà chữa cực chữa. Làm sai cái phát đồ cho ta chữa thêm một cái bệnh mới nữa khó cho ta nha. Vậy thì tất cả những bệnh nhân này ta đã thông báo hết rồi, mình cứ giữ hồn ai nấy lo, thân ai nấy giữ nha. Hồn ai nấy lo, thân ai nấy giữ. Nếu không ta nhốt lại không cho ra nát chịu không tách ra được nha. Cha đã thông báo nè, tháng rồi thì cứ vậy mà làm. Bên đây cũng vậy nha, cha đã thông báo rồi thì cứ vậy mà giữ. Vì cái mạng sống hơn nóng vàng, nói với ông chủ tịch giữa thầm đỏ xã là sức khỏe hơn là vàng mà có bạc nè.
đâu con sức khỏe là vàng, có bạc ngàn mua không được. Bây giờ cha rất là vui mừng thân quan cùng với chính quyền địa phương và ban hiện trạng. Cha rất là phấn khởi vì cha cứu được một người mà gọi là từ cõi chết sống lại, ung thư phổi giai đoạn 4 và tai biến mạch máu não. Mà nói đúng ra là cha cũng khen cha và ban hiện trạng đang trị ung thư giai đoạn 4 mà ổng lại bị cái tai biến nữa, cho nên mình chịu thua luôn. Nhưng mà trời cứu ông chứ không phải ai cứu hết nha, trời cứu ông. Thôi thì mình mừng. Bây giờ cha mời một ông anh Chính nhé, mà anh Chính có vài lời để chúc mừng ông Tư nhé. Anh Chính là chi hội trưởng hội chữ thập đỏ Hạ Trường Lớn. Xin mời nói chuyện trực tiếp với ông Tư. Cuối đầu trước nhất chào cha Phêrô cùng các bệnh nhân có mặt hôm nay và chính quyền các cấp đến chào chú. Hôm nay rất hân hạnh là chú được đại diện về quay, thì con không biết nói gì hơn nữa là chính quyền chúng con mà được dạy con rất là quý báu, và cũng cầu xin Chúa ban ơn chú về mạnh khỏe và giữ tác đồ của thầy đã dạy. Con không biết nói làm sao bây giờ, nghĩa làm sao mà cho chú mạnh khỏe. Thì trong cái điểm chân chúng con rất là vui mừng. Vậy đó, rồi còn bao nhiêu các bệnh nhân ngồi lại cũng cầu xin Chúa cho giữ phát đồ cho mình, thì con rất là vui. Và cũng cuối cùng thì chúc chú về trên đường mạnh khỏe. Rồi trước là Chúa con này đạo Chúa đó. Rồi còn thằng chú thì thầy đã dạy sao thì chú nghĩ như vậy. Cảm ơn cuối cùng như thế. Cảm ơn chú rất là nhiều. Tiếp theo đây là xin mời một người nào có ý kiến trong gia đình cũng được, hay là những người đến nhận nước tình thương cũng được. Có ai có cảm giác gì muốn nói gì không? Hả? Có ai có cảm giác gì muốn? Rồi xin mời chị. Lên đây mình phải lên cho người ta thấy mình đẹp ra như thế nào chứ. Xin cảm ơn chính quyền địa phương ở ấp Dòng Lớn này, xã Vĩnh Kim, và xin cảm ơn chữ thập đỏ, và xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Minh Tường, và kế tiếp cũng xin cảm ơn hội chẩn. Chúng tôi thay mặt gia đình của anh Tâm Văn Sái thì xin cảm ơn cha Phêrô với chính quyền ở đây, coi như là trên xe bước xuống thấy cái bản là chúng tôi hết sức là có tình cảm rồi. Bản gì? Cái bản mà để yêu thương và cho thăm. Không phải cho thăm mà chúng tôi có cảm tình, nhưng mà cái cảm tình đó là từ cái chỗ mà trồng thuốc rồi dung dung phân tưới nước rồi đem về giặt phơi rồi lo cho bệnh nhân rồi cho gạo cho đủ thứ. Cái này làm cho dân chúng tôi hết sức là khâm phục và biết ơn cha Phêrô Nguyễn Bình này. Rồi kế tiếp nữa là gia đình của Tương Sái cũng được cha đã chữa bệnh hết, là ông Nguyễn Sái. Nếu không xuống đây là mấy ở nhà thì đã chết rồi, bỏ mạng rồi. Thì từ chỗ đó mà gia đình cảm ơn cha, cảm ơn chính quyền ở đây. Sau cuối là chúng tôi mong sao được duy trì để cứu mạng những người mà bệnh nan y, cũng như anh tôi xem em xin hết. Bác Sái có dạy dỗ của con gì không? Vậy con muốn nói gì không? Hả? Muốn nói không dám dạy rồi nói đi. Muốn nói thì nói đi. Nói sao? Dạy cha gì cứ nói đi. Trước tiên thì xin cảm ơn Chúa. Là cô con. Là con dòng dòng dòng. Xin tử. Trong giai đoạn này. Thứ hai. Tôi cảm ơn cha. Theo nghĩa là công văn văn chánh ngày đêm
túc trực để lo lắng cho con. Được như ngày hôm nay không có gì nữa đâu. Mừng quá ông khóc thôi chứ không nói hết được. Có muốn nói nữa không? Hả? Muốn hả? Tại sao không nói? Hồi nãy ông có nói cái tư tưởng là ban vận chẩn túc trực ngày đi để cứu ông. Đúng là như vậy đó. Túc trực ngày đi. Kể cả cái phân, cái nước tiểu ông mình cũng phải túc trực cái câu đó. Cho nên thưa anh chị em, cứu một mạng người khó lắm. Chúng tôi ở đây là không nghỉ ngủ ban đêm hay là ngủ ban ngày, chúng tôi phải đủ cách để mà túc trực. Nhưng mà nó có một cái là cha và ban nhận chẩn đây nó không đủ điều kiện. Ví dụ như mình muốn cần được cái đó để làm cho bệnh nó lẹ lên, nhưng mà mình không có cái đó thì mình phải biến qua cái khác. Mà cái khác ở trong cái khu vực Đội Phúc Nam chứ không có đụng vô Phúc Tây được. Ví dụ như mình ổng đang thở không nổi thì mình muốn đang muốn cầm cái máy rồi phun khí vô cho ổng thở, nhưng mà mình làm nó không được, mình có quyền, mình thuốc nam mình có quyền, mà cuối cùng mình phải chế biến ra một cái loại thuốc gì đó cho ổng uống để ổng thở được liền. Cái đó nó khó gấp ngàn lần ở Phúc Tây. Nhưng mà vì chỗ đó ổng hiểu được là cái túc trực ngày đi. Rồi với mẹ tỉnh lại có nói thêm được không? Được. Thầy cha, bà con, quý vị địa phương, tất cả nơi đây, tôi từng có chết hết. Mong lắm. Sống là mình phải vui chứ. Sao nữa? Mong lắm. Của khi đến thế gian ngoài hôm nay được kêu đây người ra thân phong lên nhà mình người lấy sống mà nó vẫn có e ma rồi. Con ơn người ta, con không biết người nào mà nói để đáp trả lời. Thôi vậy được rồi ha, vậy được rồi nha, cảm ơn ông nha. Rõ ràng ông bị tai biến, ông nói nghe đâu khó nghe không? Nói là mọi người nghe được không? Nói rất dễ nghe. Cảm ơn Chúa cho ông nha. Chúc ông mạnh khỏe. Thôi bây giờ chúng con mời anh Tám. Chúng con mời anh Tám lên có vài lời của Đức cho chúng em, cũng như là nhắn nhủ ông Tư. Thưa anh chị em, ông Tư có một người con Úc đang làm công an ở trên tỉnh Trà Vinh, phải không? Phải vậy không? Thành thử ra ông cũng là một cán bộ cấp cao đó. Mà xin mời anh ta. Trước hết, Tám xin chào tất cả lời chào yêu thương nhất. Kính thưa Linh Mục Phê-rô Giáo Đường, kính thưa chính quyền, kính thưa tất cả là bà con về dự cái buổi là coi như là bạch nhân để ra diện của thứ sáu đây. Tất cả bà con dự thì hôm nay thì Tám và chị Thập Đỏ sẽ như kêu cũng rất là vui mừng và phấn khởi được đến dự là một được là bữa ra là ngày là mình bữa ra buổi sáng đây ra ra bệnh ngày nay thì đó là một về rất vui mừng. Nhưng bên cạnh đó thì phải nói cái sự là công lao cực khổ của trong cái hội đồng y là việc đi đạo này rất là tận tình chu đáo chăm sóc kỹ lưỡng thì được chú sái mới được ngày nay ra diễn. Nhưng bên cạnh đó thì bệnh nhân thứ sáu đây sái đây cũng rất là thực hiện đúng với cái phác đồ của là chỉ đạo đã đưa ra mới được như ngày nay.
Liên là chú ở xã Thiên thì cũng rất vui mừng, cũng là chúc thì chú Sái được lành bệnh khi trở về nhà, cũng là chúng ta cũng tiếp tục là để là dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt những là công việc là tình yêu thương, cũng như là ở trong cái điện thoại đỏ tình yêu thương đã là trao đổi thì chúng ta làm thực hiện, có thực hiện vậy thì chúng ta không phải khi mà chúng ta đây làm chúng ta về khi hết bệnh chúng ta cũng phải là thực hiện đúng, đó là được thì tất nhiên là nó sẽ là được cái hoàn hảo tất cả mọi công việc. Thì riêng chú thì phải về cũng phải thực hiện đúng, với là khi ra bệnh rồi cũng thực hiện đúng với cái lời của mình nên là nhiệm chẩn này để nhắc nhở. Thì cũng chúc mừng chú được là vui vẻ rồi là thuận lợi bình an và trên con đường về về nhà thì tiếp tục lo là cái bệnh mình ra chống hết luôn để dạy con cháu có tình yêu thương. Thì phần thứ hai nữa thì đây cũng dịp là cái buổi ra thì luôn tất cả là bà con cô bác bệnh nhân là đến trị đây thì đáp cũng có đôi lời thôi. Thật sự mà nói thì tất cả bà con biết sự là công lao cái phòng thuốc này rất là khó cực khổ vô cùng tận của linh mục là để gây dựng lên phối hợp với những ở xã Duy Kim phối hợp lên cái phòng khám. Bà con thấy là như là chúng ta biết làm đây là một tình yêu thương, coi như là không có là để thu nhập cái tất cả mọi cái đồng tiền trên chỉ là tình yêu thương mà bỏ không ra để phí công việc từ trồng cây thuốc rồi chặt thuốc, tất cả anh em ở trong này làm rất là cực khổ, đó là một sự là hy sinh rất là làm cái thực hiện tốt là đúng, nên phải nói là cái này thực hiện đúng với lời Bác Hồ chúng ta dạy là phải chia sẻ những khó khăn để giảm bớt đau thương cho họ, đúng là Bác Hồ kính yêu muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta đã nói thì riêng chiếc ở sẽ riêng phối hợp thì thực hiện rất là tốt với cái phần này. Vì thế thì ta cũng đôi lời nhắc nhở là tất cả bệnh nhân chúng ta phải thực hiện tốt theo cái pháp đồ của là trong cái viện chẩn thì chúng ta có để hết, nhưng bên cạnh đó tất cả gì chúng ta phải tin mới có. Thật sự mà nói vì cuộc sống con người chúng ta coi như là tất cả và ở đâu và còn thuốc nào cứu căn cháu may cứu số, thật sự nói cứu căn hay số luôn cả giờ đó là bệnh viện lớn đi nữa cũng chỉ là cứu căn hay cứu số. Nhưng bên cạnh đó chúng ta bị căn bệnh lâm vào căn bệnh thì chúng ta đi điều trị đúng nơi đúng chỗ đúng để thực hiện đúng theo lời bác sĩ y sĩ là chỉ dạy chúng ta. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải tin niềm tin, tất cả mọi việc chúng ta phải đặt có niềm tin thì niềm tin đó nó mới được là sáng tỏ, niềm tin đó mới chúng ta mới được thực hiện được tốt. Nhưng trước nhất chúng ta từ khi cuộc sống chúng ta còn đây là để là làm công việc, nhưng chúng ta phải làm công việc là tình yêu thương, tình bác ái, giúp đỡ cho những người khó khăn vân vân, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất thì có thể chúng ta sẽ được vui ngoai, chúng ta sẽ được là cởi mở trong lúc chúng ta bệnh là đặt niềm tin coi cho các đấng thiêng liêng sẽ một ngày chúng ta. Nếu chúng ta mà còn sống thực hiện đây mà như chúng ta không có sống về cái tình đoàn kết, sống có tình không có tình yêu thương, khi tới công việc rồi chúng ta có điều trị đi nữa thì cái niềm tin chúng ta cứ thật mà nói cũng nó chưa có được là hoàn hảo ấy. Bởi vì lúc xin tiền lúc còn mạnh giỏi chúng ta không đặt niềm tin, chúng ta không sống đoàn kết, chúng ta sống không có tình yêu thương, chúng ta sống cứ là biết thân mình không và không lo cho người khác thì tới mà khi chúng ta lâm bệnh rồi. Bởi vậy tám xin nói một câu là sao bằng mẫu phải buổi đầu, chúng ta phải ở là buổi đầu trước đi thì tất nhiên mọi chuyện chị qua lúc suy duy rồi để khẩn cầu thì thế thì khó thì tám cũng ra đây không phải tám là nói vậy cho đây mình nói chung thì tất cả con người chúng ta bây giờ sống cái tình yêu thương đi thì yêu thương có yêu thương thì khi mỗi công việc gì chúng ta có thể là nó được tất cả chứ trong đó chúng ta đặt niềm tin thì nói về đây thì tám thì nói về thiêng liêng thì tất cả thiêng liêng 18 đạo chúa thì thiêng liêng trong đó trời Phật là chúa ở đây là đạo chúa thì có Đức Chúa Giêsu đứng ngay đây thì cũng như là đặt nếu có đạo thì tin chúa còn đạo Phật thì tin trời Phật và chính vì thế thì mình có thể được mong mai cầu nguyện trên cũng hậu trì cái tể chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta phải thực hiện đúng theo lời là bác sĩ chỉ dạy rồi thực hiện tốt ở trong cái điểm này để làm những một công việc mà khi mà bệnh viện chẩn này chỉ thì chúng ta sẽ vào não thì sau cùng thì ban là tám chữ đỏ cũng như xin là rất mong sự là coi như là các nhà đại trợ nước ngoài để cùng là liên tục để tài trợ giúp đỡ về là vật chất lẫn tinh thần để giúp cho các phòng khám là điểm hoạt chụp đỏ áp dụng lối sẽ đi tiêm để có một cái nguồn lực để giúp đỡ cho các bệnh nhân là nghèo cũng như là đang ngồi đây. Thì sau cùng
thì tám cũng là kính chúc cho các mạnh thường quân là trước là linh mục, sau các ở mạnh thường quân ở nước ngoài có nhiều sức khỏe để cống hiến những cái vật lực để về giúp cho cái phòng khám cho chúng ta, giúp dân nghèo. Thì sau cùng kính chúc tất cả chính quyền, ban diện chẩn, tất cả bà con ngồi đi bệnh đây chung đây thì được dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn tám rất là nhiều. Bây giờ chúng con xin mời ban diện chẩn lên ký quyết định cho ông Tư. Xin mời chú Năm, ông Tám. Mời. Hôm nay chúng ta ký có một người cho nên chúng ta ký cũng rất là nhanh. Ông Tư đợi chúng con ký quyết định chút rồi sẽ trao cho ông Tư nha. Nghe trong người khỏe không? Hả? Đúng không? Cha nhắc cho các bệnh nhân đang chuẩn bị ra viện cũng như ra viện nha, mình phải chờ đến cái ngày này ha. Lý do mà mình có một cái nghi lễ như thế này là bởi vì mình được sống lại từ chỗ chết mà, cho nên giống như là làm cho mình có một cái cuộc sống mới nữa nhé, mình có một cái cuộc sống mới nữa, cho nên mọi người hãy cố gắng mình giữ phát đồ cho nó nghiêm minh, chờ tới ngày mà mình sẽ được làm một cái nghi lễ để mà đưa mình ra khỏi phòng khám, giống như mình sống lại là con người mới được, giống như mình sống lại là con người mới được. Con mời chú Năm trao giấy đăng ký cho ông Tư. Tạm được rồi. Mừng cho anh á. Quá tình là 7 giờ nghe linh mục là quay đâu viện trường, coi như là cái hồ sơ bệnh án anh thì bây giờ tôi thấy cảm động. Tức là anh từ cõi chết trở về, tức là chuyến đi này, chuyến đi đặc biệt, chuyến đi là hẹn, không hẹn ngày về, không tưởng là về, bị lấy. Đến đây là đến cái bình cùng rồi, gia đình trước đây chắc cũng nghĩ rằng là đến đây để tiện tôi chứ không nghĩ rằng là hết bệnh. Bị đường cùng là bác sĩ cho nên các bệnh viện đã chạy rồi. Cái ký không? Thì ngày nay là anh được là về tôi được rất là mừng. Thì đây là coi như là nãy giờ anh Tám chữ thập đỏ nói rất nhiều, nói về là tình yêu thương rồi này nọ tôi không cần nói nữa. Thì đặc biệt là người nhà, tức là cô đó biểu là thấy có cảm tình, tức là bây giờ mở xuống đầu tiên phải không? Cô có xuống đầu tiên thì thấy cái bản đó, cái bản đó thì nó thực hiện là đúng thôi, yêu thương cho thân. Mà thấy đây, cái cho thân đó của đâu rồi cô? Từ một bên khác là, nhất là của linh mục Nguyễn Cường thành lập, trong đó là hội cho tỏ, Vinh Kim cùng là cái hội trần, nhiệt tình. Tức là hồi nãy cô cũng biểu là từ cái cỏ này, cái cỏ từ miền Bắc mua về đây chứ không phải là cái cỏ là đơn giản. Tức là cái này thuốc này là thuốc nam, núi. Từ núi tới nước nam đó, mà về đây không phải là đồng đơn giản thôi. Sáu đất là coi như là linh mục là nói là khoảng chừng 5 năm, 6 năm đã đầu đất quay nó trở thành diện đất núi mới trồng được. Trồng lớn là trồng đâu phải là chăm sóc cực kỳ khó, tức là coi như là linh mục đây chứ đầu lửa phải ra nhổ cỏ rồi là coi như là du thanh tưới nước. Mùa này thì đỡ khá là mùa mưa. Thì quá trình đó thì tôi không nói nhiều, thì đây chắc là cô bác biết rồi, nhất là những người là tiền bệnh đây, mà đặc biệt anh là 79 ngày rồi khỏi chết trở về. Vậy là một lần nữa thì tôi chúc mình anh trở về đoàn tụ gia đình, một niềm vui cực kỳ. Về từ là ta nói là cái nói về đạo thì nói gì đây, từ khỏi chết khỏi trở về, anh còn nói là coi như là cái về đó là mình nói được, tức là coi như cái là bây giờ đặc biệt không biết nói sao hơn, là coi như cái mà anh ra mừng quá không, tức là hồi nãy anh có biểu là xúc động nói không nên lời, mà đặc biệt anh thì bây giờ mình có 79 ngày gọi là tiếp tục là một cái chứng bệnh nữa, mà ở đây gọi nào là coi như hội chẩn nghiên cứu một phát đồ trị bệnh rất hay. Vì sao còn tôi không biết nói gì nữa, bây giờ anh trước nhất là bây giờ là anh phải tin tưởng vào cái niềm tin mình, cũng như là linh mục nói và anh Tám nói, mình có đạo tin Chúa thì tin Chúa, có đạo Phật thì tin trời, đó là trời Phật, cái đó là niềm tin,
mà đặc biệt đó là không phải cái niềm tin đó là định hết đâu. Cái đó là niềm tin là một phần, mà đặc biệt không là cái khỏi chạy. Dùng lần nào loại cái thuốc hay mà điều trị cho anh là nghiên cứu. Thằng đêm đã là Linh Lục nói, đêm là có đủ không được, có khi là thích, có cảm thấy. Tới 2-3 giờ đi để nghiên cứu một cách đầu đàn, theo dõi từng cái nước tiểu của anh á, rồi từng là coi như là thân này nọ á, từ đó tới bây giờ là coi một lần nữa thì anh rất cực kỳ. Tôi cũng biết nói gì hơn về là chúc anh đoàn tụ với gia đình khỏe ha. Còn đối với là nhân dịp này đối với các bệnh nhân còn lại thì quá trình điều trị thì cũng tuân thủ theo cái pháp đồ điều trị hồi nãy là anh đáp nó rất nhiều gió chứ gì nói tôi không nói thêm nữa. Thì có thể là hồi nãy là cho một cái định rồi thì đáng cố gắng làm sao để giữ vững pháp đồ đó điều trị để sống về để đoàn tụ gia đình. Thôi một lần đó thì bắt tay bên cái vậy là nhận cái quyết định này. Có nói câu nào không? Có nói câu nào không? Ông cũng muốn nói lắm. Thôi sau cùng á thì cũng chúc gia đình của anh đến đây để tiếp về coi như là trong quá trình còn ảnh nói vậy chứ là coi như còn hết bệnh mà còn yếu tuổi già mà sức yếu quá trình đó thì bây giờ là cũng nhà gia đình theo dõi là bệnh là coi như cái là để là bồi bổ là coi như ảnh là bồi bổ theo cái phác đồ này ra chứ không phải vậy mà. Anh chắc không thở đây thở rồi thôi thở đây thở đây vậy anh vậy. Còn riêng cũng mấy chút là các gia đình bệnh nhân này ráng được điều trị cho hồi sức khỏe. Thôi một lần nữa thì chúng con cảm ơn chú Năm rất là nhiều cho cảm có tán lên thôi. Thôi cuối cùng cha gửi lời chúc đến bác Sáng một cái câu yêu thương về cho khóc nhé. Ngày mai này bác Sáng về quê hương, bác Sáng sẽ nhìn thấy cái câu của cha Tường là yêu thương về cho khóc. Bác Sáng cố gắng này sống với tinh thần yêu thương và cho không nha. Chúng con chúc mừng bác và xin bác về bình an mạnh khỏe. Bây giờ cha chúc mừng cho bác Sáng nha, cha chúc phước lành bác Sáng. Nhân cha và con là cha chúng con đọc trên trời, chúng con nguyện nhân cha cả sáng với cha trì đến, cha hãy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lời chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hồi sự chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các nạn linh hồn được lên trên những ngày sáng mặt Đức Chúa Trời sáng thế như vậy. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Rồi ông hãy đi bình an nha. Từ nay ông hãy ăn cây cỏ mà giống được hết bệnh nha. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúng con cảm ơn ban diện trạng trong chính quyền địa phương nhé. Chúng ta trao tặng pháo tay và chúng ta xin chào tạm biệt anh chị em nha.